trước, giá 6.000 đô la Mỹ, Mac Pro mới được công bố tại hội nghị các nhà phát triển thế giới hồi tháng 7 sau nhiều tin đồn. Apple vừa cho khách hàng đặt mua sản phẩm này. Theo TechCrunch, khách hàng Apple nhận được email thông báo cho đặt trước Mac Pro từ ngày mùng 10 tháng 12, nhưng lại không nói khi nào sẽ giao hàng. Apple từng cho biết Mac Pro và Pro Display XDR sẽ có mặt vào mùa thu này. Trong bài viết tháng 11, Bloomberg vẫn khẳng định Apple sẽ giao hàng trong tháng 12 này. Tuy nhiên, email chính thức của Apple chỉ đề cập tới thời gian đặt hàng. Điều đó cho thấy, thời gian giao hàng có thể lâu hơn, có thể là đầu năm tới. Mac Pro bản thấp nhất có giá 5.999 đô la Mỹ với cấu hình bộ nhớ 32GB, chip Intel Xeon 8 nhân, đồ họa Radeon Pro 580X, ổ cứng SSD 256GB. Trong khi đó, màn hình Pro Display XDR 32 inch khởi điểm từ 4.999 đô la Mỹ, không bao gồm chân đế. Phần chân đế phải mua riêng với giá 999 đô la Mỹ. Apple từng bị khách hàng chỉ trích nặng nề vì bán chân đế màn hình với giá 999 đô la Mỹ. Pro Display XDR sử dụng màn hình Retina độ phân giải 6K, 10 bit màu, độ sáng 1600 nit, tỷ lệ tương phản 1 triệu chia 1. Trong khi đó, Mac Pro có thể nâng cấu hình lên chip Intel Xeon 28 nhân, ra 1,2 thương binh. Tất nhiên số tiền sẽ vượt xa mốc 5999 đô la Mỹ ban đầu. Máy được tích hợp 8 khe cắm mở rộng PC, bộ đôi các đồ họa Radeon Pro Vega Induo.